Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái việc khắc phục cái lỗi khi các bạn vào coi một trận đấu stream trên Alo Alo mà bị cái dấu hiệu không thể kết nối đến máy chủ và phải thử lại liên tục. Như vậy các bạn sẽ không thể xem được stream. Thì bây giờ ở đây lỗi của chúng ta thường gặp đó là do cái đường truyền băng thông của các bạn bị quá tải. Hoặc như trường hợp của mình đây, mình đang để một cái clip trên YouTube, đó là bộ phim về 7 viên ngọc rồng. Thì nó hay bị ép cái băng thông khiến cho đường truyền các bạn bị hạn lại, hạn chế lại, nên không thể coi được một cái stream trực tiếp như thế này, và lỗi kết nối đến máy chủ liên tục xảy ra. Thì các bạn có thể vào trong cái dấu hiệu kết nối, cái biểu tượng kết nối ở dưới góc bên phải màn hình trên tab man của chúng ta, thì mở lên các bạn. Tùy mỗi win khác nhau thôi, ở đây thì mình đang sử dụng win 7 và 64 bit. Thì bạn có thể sử dụng vào đây để tự vào cho mình cái phần Wireless Network Connection, hoặc là những cái bảng network khác của bạn khi bạn sử dụng, không phải sử dụng wireless mà các bạn sử dụng line riêng chẳng hạn. Thì vào trong mục này, bạn bấm vào Property File và vào Internet Protocol Version 4 để hiển thị lên cái phần DNS Server này. Lựa chọn cái địa chỉ DNS Server ở đây thì mình đang chọn đó là 8884. Cái DNS này thường là của bên 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 Google, và sau đó mình sẽ set nó về cái tự động tìm kiếm địa chỉ DNS server ha, không có phải tìm kiếm theo cái DNS server mặc định nữa, mà là mình chuyển về tự động tìm kiếm, đó là automatic ha. Rồi ok, và ở đây các bạn cùng bấm ok. Rồi thì các bạn sẽ quay lại với màn hình của Alo Alo. Ở đây vẫn có cái dấu hiệu kết nối máy chủ không được, và thử lại. Hãy thoát cái room nó ra một chút, rồi sau đó sẽ vào lại. Nhưng mình vẫn sẽ vào lại cái clan Alo ban nãy, và xuống đến cái phòng stream. Thì ở đây đang dần có cái dấu hiệu kết nối. Đó, giờ thì màn hình hết bị lỗi, màn hình đen rồi và không có dấu hiệu kết nối lại nữa. Chúng ta đã xem được stream bình thường. Và khi xem stream bình thường này, mình vẫn sẽ đổi lại cái DNS kia để có thể được vào vào được cái server của Facebook, nó tiện thuận tiện hơn trong cái việc mình vừa coi stream hay là mình vừa online Facebook. Mình xét lại ở đây là 888. Và ở bên dưới mình sẽ hết là 8 8 4 4. Rồi, mình cùng ok. Và đóng cái này lại. Thì cái việc xem stream của mình vẫn đang diễn ra. Cái máy của mình nó cấu hình nó hơi yếu nên ra cái stream nó bị giật như thế này. Chứ không phải là do các bạn do mình xét lại mà nó giật đâu. Thì mình đang ở trong room và đang thấy stream rồi. Thì tín hiệu đường truyền của stream trên Alolo nó vẫn bình thường như vậy. Thì cái thay việc thay đổi cấu hình DNS nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và đồng thời như vậy, mình vẫn có thể lên Facebook. Vẫn lên Facebook được bình thường, và vẫn có thể vào coi cái phim 7 viên ngọc rồng mình đang theo dõi trong lúc rảnh rỗi. Vâng, cái vấn đề nó chỉ như vậy thôi. Các bạn có thể tham khảo thêm. Nhưng có một số bạn ở ngoài tiệm net thì cái IP của máy tính, mỗi cái máy ở ngoài tiệm net người ta sẽ set đặt một cái IP cố định rồi. Khi bạn thay đổi IP đó thì bạn sẽ không thể vào được net, thậm chí không sử dụng được một số cái chương trình trên tiệm net đó, bởi vì nó cài đặt cái bot server như vậy, nó sẽ ảnh hưởng. Còn một số tiệm net không sử dụng bot server thì sẽ khác một chút. Cái đó các bạn tự mò thêm ha. Nếu có gì mình sẽ hướng dẫn. Lại có sao tranh nổi, có thiêu đốt à? Có thiêu đốt được ví vào người ta tù và dê đã lấy được mạng.